Trung Nguyên kính chào lại tất cả quý vị mến thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi về rất là nhiều những bản tin nóng nhất mà nó sẽ xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Những sự kiện mà chúng ta đều biết là cái cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga nó tiếp tục leo thang, với cái cuộc tấn công có thể nói là như là vũ bão của Nga trong thời gian gần đây, đặc biệt là vào thành phố thủ đô Kiev. Và Kiev phản công như thế nào? Tình hình như thế nào? Đó là chủ đề chính. Trong khi cập nhật cái sự tấn công, các vị cũng biết là 3-4 ngày gần đây thì cuộc tấn công không ngừng. Ngày hôm qua là tấn công rất là nhiều về hỏa tiễn, cả luôn máy bay không người lái. Thì vẫn chưa đủ. Sáng ngày hôm nay, có thể là tầm 11 giờ rưỡi tối đến 4 giờ rưỡi sáng, có nghĩa là 5 tiếng đồng hồ. Là cái giờ mà không biết là Nguyên thấy là một năm vừa qua đó, mỗi lần mà pháo kích hay là tấn công lúc nào cũng giờ linh hết. Có nghĩa là tầm khoảng 11 giờ đêm đến mấy giờ sáng là cái giờ quan trọng, nhưng mà lúc nào cũng tấn công cái giờ đó. Không biết cái giờ đó là cái giờ gì, Nguyên không hiểu. Mà cái giờ đó là cái giờ mà lúc nào mà lực lượng kẻ địch cũng tấn công vào cả. Thì cái giờ đó đã bị tấn công, thủ đô Kiev đã bị tấn công, tiếng còi đã vang lên khắp bầu trời các quý vị. Và cái số lượng tấn công là máy bay không người lái, cái số lượng cũng khá nhiều. Theo người ta đưa con số hiện bây giờ nó chưa có cụ thể, khoảng tầm 30-31 chiếc máy bay không người lái. 31-32 gì đó, Nguyên không nhớ kỹ, nhưng mà cái khoảng tầm đó, 136 của Iran mà chúng ta đều biết cái loại máy bay này. Thì có thể nói là trong 4 ngày gần đây thì cái sự mà số lượng máy bay, số lượng hỏa tiễn và tấn công vào Ukraine thì nó thể nói là nó nhiều vô kể. Cái may mắn thay là cái hệ thống phòng không của Ukraine nó ngăn chặn được khá nhiều. Và nó đã có thể nói là người dân Ukraine bắt đầu quen dần với cái sự tấn công tàn bạo không ngừng trong thời gian vừa qua. Thì nếu chúng ta nói về cái cuộc tấn công của Nga và Ukraine á, thì chuyện nó quá bình thường. Vì hình như là ngày nào cũng có, ít hay nhiều ngày nào cũng có. Đặc biệt là mấy ngày gần đây thì nó càng ngày nó càng nhiều. Nên là cái chuyện đó thì hình như là các quý vị cũng quen rồi. Nhưng rất là hiếm hoi khi chúng ta nghe được là Nga bị tấn công. Nhưng đây là lần đầu tiên Nga không phải bị tấn công vào những tỉnh thành ở biên giới giống như vừa qua ở tại Belgorod thì không nói gì. Nga bị tấn công ngay trong thủ đô. Các quý vị còn nhớ cách đây vài ngày thì nó có hai chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào Điện Kremlin. Đúng không? Cái quy mô nó rất là nhỏ. Vì chiếc máy bay đó nó cũng là máy bay nhỏ. Nhưng cái đợt này cái số lượng máy bay không người lái đã tấn công vào Moscow nó tới 8 chiếc. Có thể nói là bây giờ người dân Nga đó, họ bắt đầu họ cảm nhận được chiến tranh là gì. Một năm 3 tháng vừa qua thì họ cảm giác là cuộc chiến tranh này nó không nằm trong đất nước của họ. Nó không nằm trong đất nước của họ, không ảnh hưởng gì cả, họ không có gì lo hết. Cuộc sống của họ khá là an bình. Và bây giờ thì họ bắt đầu cảm nhận được các quý vị. Mấy ngày gần đây thì nhiều sự kiện ở tại thành phố Belgorod, rồi Moscow đã bị tấn công, hai máy bay không người lái. Thì ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, một số lượng mà Nga công bố là 8 chiếc máy bay không người lái đã đi đến Moscow. Và Moscow công bố rằng là cái hệ thống phòng không của họ đã hoàn toàn ngăn chặn được 8 chiếc máy bay không người lái. Họ ca ngợi rằng cái hệ thống phòng không ở tại thủ đô đã kích hoạt và đã đạt được hiệu quả và ngăn chặn được kẻ khủng bố. Và sau đó ngay lập tức thì cái Điện Kremlin qua lời phát biểu của ông Dmitry Peskov cho rằng đây là cái hành động khủng bố của Ukraine nhắm vào đất nước Nga. Cái câu này nghe nó khó nghe lắm các quý vị. Bây giờ Trung Nguyên nói là cái nước quốc gia nào cũng có thể lên án Ukraine là khủng bố được. Quốc gia nào cũng được hết. Việt Nam cũng được, chẳng có liên quan gì chúng ta nhiều chuyện, kể nó là khủng bố cũng được. Chúng ta nhiều chuyện, chúng ta nói cũng được. Ai nói cũng được, chỉ có trừ ông Nga là không được. Tại sao Nga không được? Nó vô lý các quý vị. Ngày nào ông Nga, ổng cũng pháo kích và thả bom hay là bắn hỏa tiễn tấn công máy bay không người lái. Ngày nào cũng có. Nhưng ngược lại ổng bị tấn công thì ổng đổ lỗi người ta là khủng bố. Vì hành động của ổng là gì? Tại sao Nguyên nói trên thế giới này mấy trăm quốc gia ai cũng có quyền nói Ukraine như vậy được hết. Tùy họ thích. Thích nói sao họ nói.
Nhưng trừ ông Nga ra, ông không đủ tư cách để cái dùng cái từ khủng bố cho Ukraine. Nếu cái hành động của Ukraine là khủng bố, vì cái hành động của ông là gì? Hành động của ông phải là ông nội của khủng bố. Nếu Nga là ông nội của khủng bố, vậy Cuba là ba của Nga là... Trời, chắc là chết. Cái này hơi bị phiền. Thôi bỏ đi. Cái điều mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị rằng là cái sự việc công bố của Nga nó kỳ khủ vô cùng tận. Nó vô cùng kỳ khủ. Vì Nga không có đủ tư cách dùng hai chữ khủng bố để gán tội cho Ukraine được. Vì đây là cái sự đáp trả mà ai tấn công còn chưa rõ. Thực tế bây giờ ai tấn công mình còn chưa rõ. Chúng ta tất nhiên là cái người tình nghi đầu tiên nhất là chúng ta tình nghi ngay lập tức là Ukraine phản công sau cái cuộc tấn công tàn bạo mấy ngày gần đây. Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ ngay lập tức là chúng ta nguyên nghĩ là 1.000 người thì sẽ là 999 người ngay lập tức là Ukraine. Vì hai bên đang giao tranh và cái quốc gia mà muốn tấn công vào Nga tất nhiên là Ukraine. Nhưng có phải thật chăng là Ukraine hay không thì chúng ta còn chưa biết chắc. Khi lúc đó phía bên Ukraine thì qua cố vấn là ông Mykolo của Tổng thống Zelensky, ông đã công bố trên cái đài của Ukraine và trên một cái trang mạng xã hội. Người ta phỏng vấn ông là cái cuộc tấn công ngày hôm nay nè, cái sự việc nóng nè ở tại Moscow có phải là cái cuộc phản công của Ukraine hay không? Ông nói là chúng tôi đã nhận cái bản tin là ở tại Moscow đã bị tấn công. Nhưng cái vấn đề này nó không liên quan đến lực lượng quân đội của chúng tôi. À, chúng tôi có thể thừa nhận điều đó. Chúng tôi không ngại ngùng gì nếu chúng tôi tấn công, nhưng cái điều này nó không liên quan với chúng tôi. À, Moscow hãy nên xem xét lại ai là thủ phạm. Thì người ta đặt một cái mục tiêu, tất nhiên là chúng ta sẽ nghĩ là Ukraine, các quý vị. Cái điều đó là Nguyên nghĩ là chính bản thân của Nguyên cũng nghĩ là như vậy. Nhưng cái điều mà Nguyên đang thắc mắc là nếu tấn công từ Ukraine thì dùng một chiếc máy bay không người lái bay từ những cái nơi Ukraine quản lý bay đến Moscow là biết bao nhiêu trăm cây số. Làm sao bay một cách thẫn thơ như vậy và trong một cái con đường dài như vậy Nga không phát hiện? Cái điều đó là cái điều lạ kỳ. Nếu tấn công từ Ukraine, các vị cũng biết là nếu mà nó cái thời gian nó ngắn, thí dụ là cách biên giới 80 cây số, 70 cây số thì nó rất là dễ, nó rất là dễ. Nhưng mà các vị 400-500 cây số thì nó hoàn toàn nó khác biệt, nó hoàn toàn nó khác biệt cả. Nên là bây giờ chúng ta nói là Ukraine tấn công thì chúng ta cũng phải đặt một câu hỏi là Ukraine tấn công bằng đường nào? Họ tấn công từ Ukraine hay họ tấn công từ trong đất nước Nga? Hay phải chăng là người Nga đang đấu với người Nga? Phải đặt một câu hỏi. Tất nhiên hiện bây giờ chúng ta không có câu trả lời, vì không ai dám thừa nhận cái hành động này cả sau khi Nga cáo buộc rằng đây là cái hành động khủng bố. Vậy thì cái hành động này dù ai làm cũng được, Ukraine hay là người Nga đấu với người Nga đi nữa, thì cái hành động này nó sẽ như thế nào? Cái hậu quả của nó sẽ dẫn đến cái gì? Đó là cái điều quan trọng mà người ta mổ xẻ. Thì đây nó có hai cái phía cạnh, một phía cạnh tốt, một phía cạnh xấu mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em sau khi Moscow đã bị tấn công. Chúng ta khởi đầu bằng sự việc tốt trước. Tốt á, là người dân Nga bắt đầu họ có cảm nhận được là cái cuộc chiến tranh này nó liên quan đến họ, nó liên quan đến sự an ninh và sinh mạng của họ. Và đây có thể là cái sự khởi sự bắt đầu, và trong những ngày kế tiếp sẽ còn nhiều cuộc tấn công nữa và họ có thể bị chết với bom đạn. Và bây giờ họ không có thể thờ ơ và mặc kệ cuộc chiến tranh này nữa. À, chuyện đó để giao cho Putin. Ông Putin, ông muốn làm gì cũng được. Bây giờ họ không thể làm được việc đó nữa. Bây giờ họ biết rằng là đất nước của họ bất cứ nơi nào đều có thể bị tấn công. Bất cứ nơi nào cũng sẽ bị tổn thương. Và họ có thể vì như vậy, vì cái sự an ninh trật tự của mình, họ có thể đứng lên và kêu gọi ngừng cuộc chiến. Đó là cái phía cạnh tốt. Đó là cái phía cạnh tốt. Vậy còn phía cạnh xấu? Phía cạnh xấu là phía cạnh như thế nào? Cái phía cạnh xấu là khi lúc đó Putin sẽ sử dụng cái sự việc tấn công này và nói rằng là, ai thấy chưa? Tôi đã nói trước rồi. Phương Tây nó muốn tiêu hủy chúng ta. Bây giờ các quý vị đã nghe lời tôi nói chưa? Họ đã tấn công vào thành phố của chúng ta rồi.
phương Tây chứ không bao giờ Ukraine. Và chúng ta phải đáp trả họ. Và chúng ta phải bỏ tiền trong quân sự, chúng ta phải hy sinh để công đắp chiến tranh. Và chúng ta có thể sử dụng đến vũ khí hạt nhân nếu cần thiết, vì đất nước chúng ta đã bị xâm phạm. Đây là cái bức tranh xấu mà chắc chắn là Nguyên nghĩ Putin sẽ sử dụng cái điều này. Nên cái cuộc tấn công vừa qua, cô chú anh chị em, máy bay không người lái vào đất nước Nga, nó sẽ đi qua hai hướng. Hướng tốt là người dân Nga có ý thức và đứng lên để mà kêu gọi Putin ngừng, thì Nguyên không thấy lắm. Nguyên nói thực tế là Nguyên còn chưa thấy là người dân Nga có đủ can đảm, vì có thể là họ sống trong cái sự kèm kẹp với cái đảng độc tài, và tiếng nói về nhân quyền của nhân dân không có quyền lực, và chắc là họ chưa có đủ mạnh để lật đổ hay là kêu gọi Putin ngừng cuộc chiến. Cái mà Nguyên đang sợ á, là cái vấn đề xấu. Putin lợi dụng cái này á, để thúc đẩy và còn có thể lấy cái cớ đó để dùng những vũ khí đáng sợ, sinh học hay là hạt nhân để tấn công vào Ukraine. Và nói rằng đó, thấy chưa? Họ tấn công chúng ta mà. Thì các cô chú anh chị em, chúng ta thấy được là cái bối cảnh chiến tranh ngày hôm nay nó cực kỳ là phức tạp. Nó cực kỳ là phức tạp. Nhiều khi Nguyên nói đùa cho nó vui là chiếc trực thăng Nguyên ngước lên bầu trời, Nguyên coi là có phải bị tấn công hay không. Nhưng mà đó, có thể tương lai nó là như vậy. Không xa đâu, có thể Nguyên nói là vài ngày nữa hay vài năm nữa, không ai biết được. Cái tình hình thế giới ngày hôm nay là một cái tình hình nó cực kỳ, nó bất an. Và cái khi nó bất an, nó dẫn đến cái nền kinh tế nó bất ổn. Cái chuyện nó rất là dễ hiểu. Không ai dám đầu tư, không ai dám làm cái gì trong cái giai đoạn này cả. Vì cái giai đoạn này không biết tương lai nó như thế nào. Và chúng ta đã thấy rõ được là cái tình hình cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đã tiếp tục leo thang vô cùng. Hấp dẫn ha. Ngày hôm nay thì ông Nga ông không công bố cái sự tổn thất. Thì các vị cũng biết là những cái mảnh vỡ khi máy bay không người lái bị tấn công thì tất nhiên nó sẽ có mảnh vỡ nó rớt xuống. Và nhiều khi nó làm thiệt hại sinh mạng của con người hay là tài sản. Thì hiện bây giờ biết chính phủ của Nga sáng nay, bây giờ tới buổi trưa rồi, Nguyên cũng chưa thấy công bố con số ca tử vong hay là con số ca thiệt hại gì cả. Theo họ chỉ công bố là họ đã ngăn chặn hoàn toàn tất cả máy bay không người lái, trong đó có 8 chiếc. Chúng ta tạm thời chỉ biết những chi tiết hiện bây giờ như vậy thôi. Còn về thiệt hại, tấn công vào chỗ nào, chính xác ra sao, hệ thống phòng không nào đã ngăn chặn như thế nào thì Nga chưa có đưa ra những chi tiết cụ thể. Đó là bản tin cuộc tấn công vào Moscow ngày hôm nay. Các cái vậy ha. Cái này cũng cho chúng ta biết là bây giờ đất nước Nga không có chỗ nào an toàn. Và bây giờ chúng mình cập nhật chia sẻ các cái vậy một bản tin cũng khá là chấn động. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua trên đài của Mỹ là đài CNN. Đài CNN thì thường xuyên đưa những bản tin về Ukraine. Đặc biệt là họ hay đưa những bản tin bí mật, có nghĩa là những bản tin mà họ được lấy được thông tin trong quốc phòng, trong tình báo ai đó đó bán tin cho họ. Và những người đó thì họ sẽ bảo vệ, họ không cung cấp thông tin, thì họ hay đưa tin trước. Thì trong thời gian vừa qua thì họ đưa tin có vài bản tin cũng khá là chính xác đó, hoàn toàn khá là chính xác. Họ có một bài phỏng vấn với Tổng thống Zelensky trên đài CNN. Thì họ hỏi Tổng thống Zelensky là: Ê Zelensky, khi nào ông phản công? Bây giờ vũ khí ông nói ông nhận được hết rồi, bây giờ ông nói là binh sĩ đã huấn luyện xong hết rồi, cái gì nó xong hết rồi, chừng nào ông phản công? Tổng thống Zelensky ông ta cười, ông ta nói là: tôi biết là các vị đang chờ đợi hay các vị đã nghe nhiều thông tin về vấn đề này. Tôi có thể nói cho các vị đơn giản như vậy thôi, là cái lịch trình, cái ngày lịch trình nó đã có lên lịch. Tôi có thể nói bao nhiêu đó cho các vị. Cái ngày phản công đã có lên lịch. Tôi không thể nào nói hơn được những cái gì nữa. Tôi chỉ có nói là cái ngày phản công của chúng tôi nó đã lên lịch rồi. Nó lên lịch. Vậy nó lên lịch ngày nào thì Tổng thống Zelensky ông ta không dám nêu, vì đó là quay tiết lộ bí mật quân sự các vậy. Bí mật quân sự thì sao, ai có khùng đâu mà tiết lộ trên đài, cả thế giới biết sao. Thì địa điểm ông ta cũng không tiết lộ. Ông ta chỉ nói đơn giản là đừng có lo chuyện đó. Cái chuyện mà phản công thì cái ngày nó đã có lên lịch, địa điểm đã lên lịch, chiến lược đã lên lịch, và thời cơ
các quý vị sẽ thấy. Thì đây là cái câu trả lời rất là ngắn gọn trên cái đài CNN của ngày hôm nay. Nhưng bộ tình báo của Nga trả lời nó mới rất là ngầu. Ngày hôm nay thì phía bên bộ tình báo của Nga, xin lỗi, bộ tình báo của Ukraine đã công bố trên báo chí của Ukraine biết rằng là ông ta nói rằng trong thời gian gần đây, 3-4 ngày gần đây, sự tấn công của Nga như là vũ bão vào thành phố của chúng ta khắp nơi, từ sườn miền Đông đến sườn miền Tây. Họ đã tấn công rất là nhiều. Mục tiêu lớn nhất của họ đó là đe dọa chúng ta. Họ muốn đe dọa chúng ta. Họ muốn đe dọa tinh thần của chúng ta. Họ muốn chúng ta gục ngã. Nhưng cho tôi gửi cho Nga biết rằng họ sẽ hoàn toàn thất bại. Sự hành động của họ sẽ không làm chúng tôi gục ngã. Ngược lại, họ làm chúng tôi sẽ mạnh hơn. Và những cái hành động của họ phải trả giá. Hành động của họ phải trả giá. Và không lâu nữa, cả thế giới sẽ thấy được cái giá mà Nga phải trả trong những ngày kế tiếp. Đây là lời đe dọa nhẹ nhàng, gửi một thông điệp cho Nga là không lâu nữa Nga phải trả giá với những hành vi của mình trong mấy ngày gần đây. Đây là hai lời phát biểu, một là của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua trên đài CNN. Ngày hôm nay đây là ông vấn đề an ninh, ông trùm an ninh của Ukraine, cũng là bạn thân của Tổng thống Zelensky, rất là trẻ tuổi. Ông ta mới vừa tiết lộ trên báo chí Independent Day sáng ngày hôm nay về trong những ngày kế tiếp sẽ có cuộc đáp trả của Ukraine để trả đáp lại những cái sự tấn công tàn bạo mấy ngày gần đây vào trong thành phố. Chúng ta sẽ chờ xem coi cái cuộc phản công của Ukraine nó sẽ như thế nào. Bây giờ chờ mãi, các quý vị, Nguyên cũng đang rất là sốt ruột. Cái cổ của Nguyên cũng khá dài, vì Nguyên đang chờ một cái cơ hội, một cái tin vui nào đó để Nguyên có thể chia sẻ cùng các vị. Cái tin vui nó hào hứng là Ukraine lấy lại Kherson rồi, Ukraine lấy lại cái này lấy cái kia. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy cái điều đó. Hiện bây giờ cuộc giao tranh nó vẫn nó kêu là khá là bị đóng băng, nó nằm yên tại chỗ, nó không có gì thay đổi. Hình như là Nguyên nói cho cảm giác là 6 tháng gần đây, 7 tháng gần đây thì cái cuộc giao tranh nó đứng im tại chỗ, nó không có cái gì thay đổi cả. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em những bản tin nó mới vừa tiết lộ ra của hai bên, của Nga và Ukraine, với cái sự tấn công vừa qua, cái sự thiệt hại nó như thế nào. Thì các quý vị cũng biết là những cái bản tin về thiệt hại ít có khi nào người ta đưa lắm, người ta sẽ che lấp, nhưng mà kẻ địch sẽ đưa. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ cái bản tin của Nga trước. Thì ngày hôm nay Nga công bố chúng ta biết cái bản tin cụ thể mà Nga đạt được thành quả lớn lao, đặc biệt là tấn công vào sườn miền Tây, một căn cứ quân sự mà Ukraine đã thừa nhận là căn cứ quân sự đã bị tổn thương, cũng là một lần rất là hiếm hoi Ukraine thừa nhận. Thì ngày hôm nay Nga đưa chúng ta biết cái chi tiết cụ thể là họ đã tấn công vào cái căn cứ không quân ở tại sườn miền Tây, và họ đã tiêu hủy được 5 chiếc máy bay chiến đấu của Ukraine. Họ công bố là như vậy, là họ đã tiêu hủy được 5 chiếc máy bay chiến đấu. Thật hay là giả, chúng ta không biết. Ukraine không bao giờ đưa tin gì. Ukraine thừa nhận là có bị bắn trúng, căn cứ quân sự đã bị bắn trúng. Còn về thiệt hại thì Ukraine hình như không có cung cấp. Nên là Nguyên cũng không dám khẳng định là cái sự việc Nga đưa tin nó có đúng hay không. Nhưng họ nói như thế nào thì chúng ta nghe như vậy đi. Nó đơn giản là như vậy, vậy chúng ta khỏi phải... Còn phía bên Ukraine ngày hôm nay lại tiết lộ một sự bí mật về cuộc tấn công vừa qua tại vào thành phố Mariupol, ngay chăng nhà máy gang thép. Thì các quý vị cũng biết là cái nhà máy gang thép là cái nơi mà chúng ta rất là nhiều ấn tượng, khi là binh sĩ của Ukraine Azure đó đã bị bao vây trong vòng 2 tháng đó, và cuối cùng họ đầu hàng đó. Thì cái nhà máy gang thép đó, nó rất là sâu, nó có nhiều tầng lắm. Và trong thời gian vừa qua thì cái nơi đó sau khi Nga quản lý thì Nga dùng cái nơi đó làm cái căn cứ quân sự, rồi Nga chứa vũ khí ở đó vì Nga cho rằng là vũ khí bỏ ở nơi đó nó an toàn vì nó rất là sâu, nó sẽ tránh được bom đạn. Nhưng mà trại trời không khỏi nắng, các quý vị. Thì ngày hôm nay báo chí của Ukraine đã tiết lộ một bản tin, họ đã dùng quả tiễn của Anh Quốc là Storm Shadow, cái loại quả tiễn mà Anh Quốc tầm xa mà cung cấp cho họ đó, họ đã pháo kích vào ngay chăn nhà máy Mariupol vừa qua. Thì bây giờ họ công bố chúng ta biết cái thiệt hại
mà họ đạt được như thế nào. Theo một nguồn tin địa phương thì là con số ca tử vong thì chúng ta không biết, mà tử vong với binh sĩ hiện bây giờ đang chữa trị ở tại một cái bệnh viện, một cái làng nhỏ, nó có một cái bệnh viện, thì hiện bây giờ là trên 400 người. Trên 400 người. Thông tin được xác nhận qua người ở địa phương đó. Qua ở địa phương đó. Có nghĩa là cái cuộc tấn công vừa qua, hiện bây giờ chết thì không biết bao nhiêu người, mà ít nhất là 400 người đã nhập viện. 400 binh sĩ của Nga đã nhập viện sau cuộc tấn công ở tại Mariupol cách đây vài ngày. Có nghĩa là cái căn cứ quân sự, binh sĩ của Nga đã thiệt mạng rất là nặng nề ngay trong cái cuộc tấn công vừa qua với quả tiễn của Anh Quốc. Thì có thể là bởi vì cái sự tấn công tàn bạo này, nó đã dẫn đến cái sự việc đáp trả của Nga trong mấy ngày gần đây. Các quý vị, có thể là như vậy. Cái sự việc mất mát quá lớn về sinh mạng binh sĩ. Cái này nó không phải là một lần nha. Châu Nguyên nói cái lực lượng Chechnya đã có một lần tổng cộng gần cả 700 binh sĩ tử vong trong một lần. Với cái trò chơi TikTok. Khi lúc đó họ có cái buổi họp quân đội. Rồi mấy anh cha mà Chechnya đó, không biết Chechnya đó bắt đầu quay TikTok. Quay chơi vậy nè. Quay không phải là quay một nhiều giờ, quay như vậy đó. Rồi xong đầu lực lượng quân đội Ukraine đó, họ mới coi cái video đó. Cái họ coi đó là nó vô tình nó quay ngay chăng cái nơi nó có cái địa chỉ, cái địa điểm. Bắt đầu là họ biết cái địa chỉ đâu, họ định vị, bắt đầu là họ pháo kích vào. Và chết lần đó là 600-700 người, tổng cộng chết với bị thương. Đã từng có những cái sự mất mát lớn lao khi pháo kích như vậy rồi. Thì trong cái cuộc chiến 1 năm 3 tháng vừa qua thì đã từng có những cái cuộc hai bên đều có những sự mất mát lớn. Ukraine cũng có chứ không phải là không có. Nguyên phải nói một cách công tâm, nó đều có. Nên là nó thực tế là những cái nơi mà tập trung lực lượng quân đội đông như vậy là một cái nơi cực kỳ là nguy hiểm. Và cái sự phản công của Ukraine ngày hôm qua, cách đây vài ngày ở tại thành phố Mariupol, là cái thành phố mà chúng ta đã quá quen thuộc đó, nó làm cho Nga tổn thất rất là nhiều binh sĩ. Con số ca tử vong thì không ai biết được, nhưng ít nhất là 400 binh sĩ đã phải nhập viện. Đó là cái điều mà người ta có thể xác nhận được thông tin đến từ bệnh viện. Cái người làm trong bệnh viện họ đã tiết lộ thông tin cho Khanh biết là ít nhất là 400 người đã nhập viện vì vấn đề pháo kích binh sĩ phải nhập viện khẩn cấp. Thì cho Nguyên nói á, với cái vấn đề mà y tế của Nga nó bị những cái thiết bị đang thiếu, thuốc men đang thiếu, cái thống kê cho biết á, là 50% binh sĩ nhập viện là 50% sống. Chứ là khẩn cấp là chỉ còn 50% thôi. Vì lý do là thiếu thiết bị, thiếu nhân lực. Nên là vấn đề y tế của Nga nó rất là tệ, các quý vị. Rất là tệ. Nên là cái cơ hội mà thành công nó chỉ có 50. Đó là bản tin. Chúng ta cập nhật hai bản tin của Nga và của Ukraine để chúng ta biết được. Tất nhiên là ông Nga sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Ông Nga không bao giờ thừa nhận điều đó, chuyện đó không có. Thì bên Ukraine cũng vậy, bên nào cũng vậy thôi. Chúng Nguyên nói là đưa những cái tin này là Nguyên đưa cả hai phía. Vậy cho các quý vị tin ai là chuyện của các quý vị. Cái chuyện các quý vị, chứ bây giờ nói sao nó khó nói lắm. Nói sao nó khó nói các quý vị. Vì chúng ta không biết rõ được bên nào là đưa cái tin chính xác cả. Nhưng mà thôi, vậy nó công bằng, Nguyên đưa cả hai phía, hai bản tin của ngày hôm nay liên quan đến cuộc tấn công và họ đã xác nhận được thành công của họ. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật những bản tin lặt vặt đó đây. Nó cũng khá là tầm quan trọng. Sẵn tiện đang ở trên cái bầu trời Đan Mạch, một bản tin dành cho bà con cô bác Đan Mạch. Chút nãy chúng ta nói một cái chiếc trực thăng quân sự bay ngang phải không? Thì chính phủ của Đan Mạch ngày hôm nay đã công bố chính thức là họ sẽ đầu tư bỏ vào trong quốc phòng của họ gấp 3 lần trong vòng 10 năm. Cái lý do mà họ nói bây giờ đất nước, tuy rằng đất nước Đan Mạch hay những quốc gia khác đều giống nhau, là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn lạm phát và kinh tế đang bị tụt dốc. Nhưng mà tại sao phải bỏ vào quốc phòng? Thì chính phủ của Đan Mạch đã công bố lý do, nó là cái tình hình thế giới ngày hôm nay nó không còn là một cái thế giới bình thường. Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chiến tranh. Cuộc chiến tranh nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta không thể nói rõ được. Và chúng ta phải chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ và xấu nhất.
cái số tiền có thể chúng ta đã bỏ vô là con số tiền khổng lồ. Có nghĩa là hiện bây giờ cái quốc phòng của Đan Mạch đó, nó chỉ khoảng 6,7 tỷ euro một năm. Khi các quý vị nghe một con số 6,7 tỷ euro một năm thì các quý vị cảm giác nó không lớn, đúng không? So với Mỹ là 880 tỷ, so với những quốc gia khác là cả 100 tỷ hay là 50 tỷ. Đan Mạch chỉ có 6 tỷ mấy, con số nó quá nhỏ. Nhưng các quý vị đừng có quên, dân số của Đan Mạch chỉ có 6 triệu dân. Dân số Đan Mạch nó chỉ có 6 triệu dân. Nó còn nhỏ hơn cái thành phố Sài Gòn nữa, Sài Gòn, Hà Nội nữa. Cái dân số Sài Gòn không là 11 triệu rồi. Nó là khi chúng ta thấy một cái quốc gia nghe nó là quốc gia cường mạnh giống như Đan Mạch mà bỏ ra chỉ có 6 tỷ 7 về khí tài quân sự một năm thì chúng ta thấy nó ít. Nhưng bởi vì dân số họ ít, dân số họ rất là ít, và cái chi phí cho trong lực lượng quân đội nó không nhiều vì nhân lực không nhiều. Nhưng mà bởi vì cái bối cảnh và cái tình hình cuộc chiến thì họ sẽ tăng cường mỗi năm lên một năm gần tới 3 tỷ thêm, bổ sung gần tới 3 tỷ thêm, 3 tỷ thêm mỗi năm. Họ bổ sung 3 tỷ, 3 tỷ mỗi năm, họ bổ sung 3 tỷ đến 10 năm. Và tại sao người ta, người Đan Mạch họ nói là tại sao phải bỏ tiền nhiều như vậy? Khi cái nền kinh tế nó đang suy yếu, tại sao chúng ta không bỏ vào trong y tế, chúng ta không bỏ về trong giáo dục, chúng ta không bỏ về trong an ninh xã hội, cái này cái kia, vấn đề này vấn kia mà bỏ tiền? Thì chính phủ Đan Mạch mới giải thích rằng là thứ nhất là vũ khí của chúng ta là những công nghệ cũ, là những công nghệ mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Chúng ta không thể sử dụng những vũ khí bây giờ cho những cuộc chiến tranh trong những năm kế tiếp được. Cuộc chiến tranh tại Ukraine và Nga thì chúng ta đã thấy rõ được cái vũ khí nào còn áp dụng được và vũ khí nào nó không còn áp dụng được và nó lỗi thời. Đầu tiên nhất là chúng ta bắt buộc phải cải tổ và thay đổi những vũ khí mà chúng ta đang sở hữu. Cái số tiền đó, nó là con số tiền rất là lớn. Ngoài ra chúng ta còn phải đào tạo những tân binh sĩ biết sử dụng những vũ khí mới. Rồi chúng ta còn phải đào tạo những kiến trúc, những cái người mà tu bổ, tu sửa, những cái anh sửa này, sửa kia. Nó cần phải thời gian và tốn kém rất là nặng nề. Nên cái vấn đề mà chúng ta cần phải bỏ tiền vô một con số tiền khổng lồ là gần 3 tỷ euro, 2 tỷ mấy, trong khi nói con số 3 tỷ đó, là bởi vì cần thiết chứ không phải là chúng ta muốn. Chúng ta bắt buộc, chúng ta bắt buộc. Nếu chúng ta không có cải tổ và thay đổi cái vấn đề quân sự, lỡ có chiến tranh, thì chúng ta không thể nào có đủ khả năng bảo vệ quốc phòng. Chúng ta không thể nào bảo vệ được quốc phòng. Họ mới nói là bây giờ chúng ta không thể nào bảo vệ quốc phòng được. Với cái vũ khí bây giờ, với cái số tiền và nhân lực của chúng ta, bây giờ có chiến tranh, chúng ta không đánh được với ai hết. Chúng ta không có đường lựa chọn. Nó đơn giản là chính phủ Đan Mạch đó, khi người dân Đan Mạch người ta khiếu nại lắm. Đan Mạch họ không thích chiến tranh các vị. Đan Mạch họ ghét chiến tranh lắm. Người đó giờ họ cũng không đánh chiến tranh. Đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến là đi đâu họ đầu hàng trước rồi. Dân số họ ít quá. Bây giờ họ 6 triệu, ngày xưa họ có 3 triệu à. À thời xa xưa họ có 1 triệu à. Hồi xa xa xưa họ có 1 triệu mấy à. À nên là dân họ quá ít. Nên là mỗi lần những cái quốc gia cường mạnh đánh họ là họ đầu hàng trước à. Họ đầu hàng trước à, họ không nhiều quýnh hết. Vì họ không muốn mất dân, nên là họ chịu nhục. Nhưng mà họ giữ cái dân số của họ vì dân số họ quá ít. Mà dân số ít mà ở rải rác, chứ không phải ở trục tâm. Nên là lúc nào mà bị những cái quốc gia giống như là Đức hay là những cái quốc gia Pháp hay là Anh Quốc mà xâm lược họ, là trong lịch sử là họ đầu hàng vô điều kiện. Nên là trong cái máu của họ là không có cái máu chiến tranh. Họ chỉ có máu ăn cướp thời Viking thôi. Còn sau này đó thì cái văn hóa của họ với cái dân số của họ nó không cho phép họ tham chiến bất cứ cuộc chiến tranh nào. Nên là người dân Đan Mạch họ không ủng hộ cho chiến tranh. Nhưng mà chính phủ Đan Mạch đã gửi thông điệp và thuyết phục, và cuối cùng thì nó cũng đã thông qua, quốc hội của Đan Mạch đã thông qua là chính thức. Cứ mỗi năm như thế thì Đan Mạch bắt buộc phải đầu tư gần 3 tỷ, gần 3 tỷ Mỹ Kim. Vì Đan Mạch giải thích chúng ta không còn lựa chọn khác. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính phủ của Đan Mạch họ đã đánh giá là trong những năm kế tiếp thế giới này nó sẽ xảy ra những biến cố. Và cũng giống như các quý vị nói đó, đệ tam thứ chiến nó có thể có. Và bây giờ chính bản thân của Đan Mạch họ phải chuẩn bị cho những cái kịch bản xấu nhất trong những năm kế tiếp. Có thể là không phải là bây giờ,
không phải năm tới, nhưng mà có thể là 3-4 năm nữa, chuyện đó không ai đoán được. Và những vũ khí của Đan Mạch lỗi thời, những vũ khí mà tôi nói là cỡ Đan Mạch, nó đem về Đan Mạch chảnh lắm. Cho Nguyên nhắc ha, năm 2019 Đan Mạch mua một số lượng canon Caesar của Pháp, loại canon của Pháp đó, Caesar của Pháp, loại canon di động Caesar của Pháp. Cái loại canon này Nguyên có làm việc nên là Nguyên cũng biết cách sử dụng của nó như thế nào, nó rất là tiện. Nhưng mà bây giờ đối với Đan Mạch là loại canon nó lỗi thời rồi, nó không còn hữu hiệu nữa. Nên là cái đơn hàng vừa qua của Pháp mới vừa gửi cho Đan Mạch, cho Ukraine, anh gửi cho tôi 8 canon cái gì, cho thôi, tôi đã trả tiền cho anh rồi, cái gì thôi tôi tặng cho Ukraine đó, anh cứ gửi cho Ukraine luôn, khỏi gửi cho tôi. Đan Mạch chảnh như vậy đó, vì trong cái cuộc chiến tranh thì Đan Mạch đã thấy được có những vũ khí tốt hơn, hệ thống HIMARS tốt hơn, và hệ thống HIMARS có thể đạt được mục tiêu lớn hơn. Đan Mạch thấy cái điều đó và Đan Mạch muốn đầu tư vào trong những vũ khí tiến tân hơn nữa. Lỡ mua của ông Pháp rồi, trả tiền cho ổng rồi, cái gì cũng trả hết rồi, nhưng mà thôi bây giờ ổng gửi cho mình là mình không nhận, mình cho Khanh, kêu trực tiếp gửi cho Khanh, khỏi gửi cho tôi. Thì cái điều đó Trung Nguyên muốn nói là các quý vị, là đất nước nhỏ nhưng họ có ý thức lớn, cái điều đó là quan trọng. Họ có cái tầm xa, có tầm nhìn, đất nước rất là nhỏ nhưng ý thức lớn, và họ có tầm nhìn lớn, tầm xa, họ biết được tương lai như thế nào và phải cần thiết cái gì. Và cái số tiền đầu tư là một con số tiền khổng lồ, nhân gấp 3 lần quốc phòng trong vòng 10 năm. Đó là bản tin liên quan đến Đan Mạch. Mà một bản tin cũng một cái quốc gia nước ngoài nữa, đó là Ba Lan. Ba Lan đang siết chặt vòng vây và ngăn chặn cái sự phát triển kinh tế của Nga như thế nào. Ngày hôm nay chính phủ Ba Lan chính thức là ban lệnh trừng phạt 300 mấy đó, Quyền quên mất rồi, 330 mấy hay 50 mấy người gì đó. Xin lỗi các vị, 365 rồi, 365 người, 365 người Belarus, trong đó có 195 là dân biểu của Belarus đã bị lệnh trừng phạt. Ngoài cái đó ra thì bắt đầu Ba Lan đã tất cả những bảng số xe, xe gì không biết, tất cả những bảng số xe, tất cả những bảng số xe của Nga và Belarus sẽ không được quyền qua biên giới của Ba Lan nữa. Tất cả bảng số xe, kia là bảng số mà của Ba Lan và Belarus, là tuyệt đối ngăn chặn tại biên giới. Vì để không muốn Nga lợi dụng cái đường dây Belarus để mà vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, cô chú anh chị em, không muốn điều đó. Nên là họ đã, kia là Ba Lan họ có những hành động rất là mạnh để mà ngăn chặn cái sự phát triển kinh tế của đất nước Nga. Đặc biệt là Belarus, là chúng ta đều biết là một cái quốc gia kêu là nguyên đàn em, và là cái quốc gia hậu thuẫn và giúp đỡ cho Nga rất là nhiều để tránh qua những lệnh trừng phạt. Thì bây giờ ông Ba Lan ông siết chặt biên giới vì ông sợ an ninh, ông sợ khủng bố, ông sợ rất là nhiều thứ. Và vấn đề biên giới giữa Ba Lan và Belarus đang vô cùng kịch liệt. Nên cái hành động của Ba Lan đó là cái hành động tốt. Nó thực tế bây giờ đó, mà nếu muốn cô lập Belarus rất là dễ. Tất cả những quốc gia liên minh NATO cấm xe Belarus, cấm xe lửa, cấm hết tất cả, thì cái con đường nó sẽ bế tắc. Thiết thay bây giờ họ sợ cái vấn đề nó leo thang và nó dẫn đến cái cuộc là Nga sẽ hỗ trợ cho Belarus, đặc biệt là hiện bây giờ Belarus đã có vũ khí hạt nhân. Nên là cái điều đó là cái điều mà người ta đang lo. Thì các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là cái sự việc nó khá là, tình hình giữa Ba Lan và Belarus nó đang kịch liệt. Và cái biên giới cho Nguyên đó là hiện bây giờ biên giới Ba Lan và Belarus là lực lượng quân sự là sẵn sàng chiến đấu, mà nó không phải mới đây đâu. Nó đã có thể nói là đã sẵn sàng cách đây nhiều tháng rồi. Nhiều tháng hai bên lực lượng biên giới quân đội chuẩn bị, vì Ba Lan đang chờ ngày nào mà Belarus bước vào cuộc chiến tranh với Ukraine thì Ba Lan có thể tấn công Belarus. Cái điều đó Ba Lan đang chờ đợi. Ba Lan đang chờ một cái lý do, một cái cớ hợp lý để có thể tấn công. Vậy chúng ta nghĩ là lực lượng của Belarus với lực lượng của Ba Lan, lực lượng nào mạnh các quý vị? Các quý vị, theo các quý vị đánh giá khí tài quân sự, lực lượng của Ba Lan và lực lượng của Belarus, lực lượng nào mạnh? Giữa ông Ba Lan và ông Belarus, lực lượng nào mạnh? Ba Lan đúng không?
cái điều đó thì chúng mình nói là vẫn thực tế là Ba Lan khí tài quân sự tốt hơn, lực lượng cũng đông hơn. Vì lý do tại sao? Vì Ba Lan đang sử dụng vũ khí của Mỹ. Ba Lan bây giờ là có hệ thống HIMARS, có tất cả những vũ khí tân tiến của Mỹ được viện trợ. Đặc biệt là Ba Lan được sự huấn luyện của binh sĩ Mỹ, quân sĩ của NATO, nên là về công nghệ, về tác chiến Ba Lan rất là giỏi. Và dân số Ba Lan đông đó, nên là cái điều đó là lực lượng của Ba Lan nếu đánh Belarus thì Belarus không có cửa để đỡ với Ba Lan. Khi lúc đó Ba Lan là đồng minh của NATO, Belarus sẽ không dám tấn công vì sợ NATO sẽ vào cuộc. Khi lúc đó Belarus bị cô lập xung quanh những quốc gia đồng minh hết, của NATO hết, nên là ông Belarus rất là lo Ba Lan sẽ xâm lược, rất là lo. Nên là cũng nhờ như vậy tới ngày hôm nay thì mới không có bị, các cô chú anh không có bị. Đó là bản tin liên quan đến Ba Lan. Và bây giờ chúng mình cập nhật một bản tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ông Tổng thống Erdogan, ông đã nhậm chức. Thì bữa nay thì Putin đã chúc mừng ông. Thì Putin còn nói là mong là khi ông quay trở lại chính phủ thì sự ban giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga mong là nó gần gũi hơn. Đó là cái lời chúc mừng rất là xã giao, rất là bình thường so với tất cả những nhà lãnh tụ thường xuyên cũng như vậy. Trong những ngày kế tiếp á, thì có thể là tuần tới sau khi ổng nhậm chức xong, mọi sự việc ổn định thì sẽ có một cái buổi nói chuyện giữa Stockholm và phía bên chánh quyền, nghĩa là Thụy Điển, và phía bên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc nói chuyện để vấn đề mà sáp nhập Thụy Điển trở thành thành viên NATO thứ nước 32. Thì Nguyên nghĩ là sau cái nhiệm kỳ này ổng sẽ đồng ý. Vì nói chung là cái bầu cử vừa qua thì ổng cũng thắng, nó cũng không phải là con số áp đảo, nó cũng rất là xích sao. Và ổng cũng được cái sự hỗ trợ đến từ Phần Lan và Thụy Điển. Thì Nguyên nghĩ là sau cái việc này thì ổng sẽ nghĩ là ổng sẽ chấp nhận Thụy Điển sẽ trở thành thành viên NATO số 32. Thì trong những cái lời chúc vừa qua thì ông Putin á, ổng mới đang làm khó dễ cho Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Và ổng nói rằng là cái tình hình Biển Đen á, là cái tình hình hiện bây giờ á, nó đang bất ổn. Và cái hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đứng ra trung lập về vấn đề ngũ cốc, vận chuyển hàng hóa, và họ giao cho Thổ Nhĩ Kỳ làm bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ là trung lập. Nhưng với cái bối cảnh và tình hình ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ không còn trung lập nữa, nên họ đang suy nghĩ lại và xem xét lại về vấn đề thỏa thuận ngũ cốc có nên ngừng hay không. Thì các quý vị thấy không, một mặt á, thì mới vừa nói đây là chào chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ, chúc mừng ông Erdogan, vân vân và vân vân, thì sau đó thì không bao lâu thì đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ là Thổ Nhĩ Kỳ nghiêng về phía bên Ukraine và không đứng trung lập. Và cái vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra cái trung gian về vấn đề, vì các quý vị biết là cái con đường ngũ cốc đó là khu trục hạm của Thổ Nhĩ Kỳ là bảo vệ, vì cái con đường đó phải bảo vệ tự do và an ninh. Thì cái tàu bè máy bay là máy bay Thổ Nhĩ Kỳ, họ có trách nhiệm dẫn dắt những chiếc tàu đi đúng, vì đi không lỡ bị mìn, bị thủy lôi thì sao. Thổ Nhĩ Kỳ phải có những cái chiếc khu trục hạm của họ, họ phải kèm những chiếc tàu này đi để lấy hàng hóa, đi đúng hướng, đi đúng đường, và có bơm đạn hay gì đó họ báo cáo, họ đứng trước kiềm là để bảo vệ những cái chiếc hàng hóa nó đi một cách kêu là nó không bị những cái sự việc tai nạn. Thì bây giờ ông Nga ổng không muốn nữa, ổng nói bây giờ ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng nghiêng về Ukraine rồi. Thì cái hành động mà kiểu như là có quân sự ở tại Biển Đen đó, nó không có đa an ninh cho các ổng. Nên là các ổng đang làm khó dễ thêm một lần nữa về cái hợp đồng ngũ cốc. Và cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe chương trình hấp dẫn nóng bỏng của ngày hôm nay. Mong là các quý vị đã nhận được tất cả những bản tin nóng về liên quan đến cuộc chiến sự của Ukraine. Nó đã có những sự thay đổi và nó có những biến cố khá là bất ngờ. Bye bye cô chú anh chị.
không em, từ trong những xôn xao chung quanh, từ trong những mê say quay nhanh, có những thì thầm đang nhắc tên, đang nhắc em, ngọt ngào như tiếng mẹ đưa, rạt rào như những cơn mưa. Nghe không em, dòng máu nóng xôn xao trong tim, lời tha thiết bao lâu như im, nay bỗng tìm về từ những đắn đo, từ những mối lo, từ lâu em giấu quanh co, tự do em có ai cho. Hãy lắng nghe lời thế giới đang vang hôm nay, lời sông núi theo ta ngày ngày. Hãy lắng nghe để tim em cất tiếng, để lương tâm phán quyết, em sẽ thấy hướng mình đi. Hãy lắng nghe từng suy nghĩ em này tình anh, từng trang sách bao năm học hành. Hãy lắng nghe tìm ra đâu nỗi khó, vì sao ta có nó, em sẽ đấu tranh cho tự do. Không em, lời ai oán đâu đầy bi than, lời uất ai nơi dặm ngàn, dặm ngàn. Đời lặng lay, chờ rủi may, đồng bào ta đó như em, nhục nhằn này ai đã gây nên. Hãy lắng nghe lời thế giới đang vang hôm nay, lời sông núi theo ta ngày ngày. Hãy lắng nghe để tim em cất tiếng, để lương tâm phán quyết, em sẽ thấy hướng mình đi. Hãy lắng nghe từng suy nghĩ em này tình anh, từng trang sách bao năm học hành. Hãy lắng nghe vì khi em thấy rõ, vì sao dân vốn khó, em sẽ đấu tranh cho tự do. Hãy lắng nghe vì ta biết em luôn hăng say, và sẽ đứng lên cho một ngày. Hãy lắng nghe
vì tôi tin sẽ có ngày quê hương sáng rõ, ta sẽ hát vang tự do. Hát vang tự do, ta sẽ hát vang tự do. Ta hãy đấu tranh cho tự do, cho tự do. Cho tự do.